Cà phê đường tàu là địa điểm check-in quá quen thuộc với giới trẻ và du khách tham quan. Tuy nhiên, thì ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng cửa cà phê đường tàu bởi tính chất mất an toàn hành lang đường sắt. Phố đường tàu những ngày này vắng vẻ khác hẳn một tuần trước đó. Rào chắn và các chốt kiểm soát vẫn được túc trực 24/24 giờ. Lác đác vài du khách đến check-in đều được hướng dẫn theo biển cảnh báo nguy hiểm. Là người làm trong ngành đường sắt, bà Hương hoàn toàn ủng hộ quyết định của thành phố và quận Hoàn Kiếm về việc dừng hoạt động cà phê tuyến phố này. Bởi bà là người hiểu rõ nhất hành lang an toàn đường sắt, không phải câu chuyện chỉ nói bằng miệng. Tôi ở đây thì cũng là 40 năm rồi, mà tôi cũng là làm trong ngành đường sắt, tôi hiểu biết về cái an toàn của ngành đường sắt là như thế nào. Mà khi mà đến cái giờ tàu ấy, thì là tôi lại phải ra ngoài đường này này, thí dụ như là khách nước ngoài người ta cứ đi thế này thôi. Ta cứ nghĩ là đi ở trên ở ngoài kia là an toàn, nhưng mà không phải. Bởi vì mình phải ra, mình dẹp họ vào. Dù là mình không bán quán gì đâu, nhưng mà nó vào những cái quán người ta bán ở trên kia thì rất là nguy hiểm, và mình rất là sợ là xảy ra tai nạn. Không thể phủ nhận, cà phê đường tàu là một địa điểm check-in thú vị, độc đáo. Người dân và các hộ kinh doanh cũng có ý thức dọn dẹp vệ sinh khu vực sạch sẽ và trang hoàng cho khu phố. Họ gắn bó với tuyến đường tàu hàng chục năm, nắm được lịch trình tàu chạy. Thế nhưng, một người có thể quản lý nổi bao nhiêu khách? Không ai dám chắc, du khách nào cũng sẽ hiểu những nguy hiểm an toàn đường sắt ở cự ly gần như dân bản địa. Trước mắt là chúng tôi là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, thì chúng tôi cũng bằng hình thức tuyên truyền và cái việc mà vận động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng tôi tuyên truyền cái việc buôn bán kinh doanh đây là nó không đúng với cái quy định của pháp luật. Cái yêu cầu bà con là tạm thời trong cái lúc mà chờ được cái biện pháp giải quyết giữa thành phố với Bộ Giao thông Vận tải, thì cái việc mà kinh doanh đây là chúng ta phải tạm dừng. Quan điểm của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúng tôi là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi có những cái đề án mà cũng xuất phát từ nhu cầu của người dân, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của người dân, rồi cái nhu cầu chính đáng của du khách, thì chúng tôi đang phối hợp với cả Sở Giao thông, phối hợp với cả bên công ty Hải Hà là cái công ty quản lý cái đường sắt này, thì cũng đang xây dựng những cái đề án làm theo những cái khung giờ, theo những cái tuyến đường, gọi là cái khoảng thời gian mà tuyến tàu đi lại để có một cái phương án phù hợp nhất. Hiện nay, để có được một sản phẩm du lịch với sức thu hút khách thường xuyên như mô hình cà phê đường tàu tại Hà Nội không phải dễ. Nhưng rõ ràng, để quản lý bảo đảm hài hòa lợi ích về du lịch, bảo đảm cuộc sống cho người dân và đúng quy định pháp luật, cần có sự thống nhất về giải pháp của các ngành chức năng. Và trước khi có được giải pháp đó, thì việc tuân thủ thượng tôn pháp luật và an toàn cho người dân vẫn phải được đặt ưu tiên hàng đầu.